đấy bán cả xôi như kìa. Cô mua đi mày, cô mua đi cô. À đây là đặc sản mắm đây phải không? Con về chưa? Đâu? Đúng là lớp này gọi là xịn sò nhỉ? Nào hôm qua nó bảo trùng cuối, em vẫn chưa tung ra đâu. Này, nhưng mà phải này, lấy đầu nhiều quá lắm. Xếp thứ nhì. Tôm cá. Xếp mấy cho? Mấy nể mấy men chết thuốc la. Mua được một cái thả xiên đấy. Năm thức ổn la. Nhiều nhưng mà họ có biết mày đâu. Đâu? Ôi dồi gà ngon thế. Rồi. Ôi gà, thế chị mua được cái gì chưa? Đây vừa rồi con gà này nữa. Gà xịn sò đấy. Con chân vào chuồng nó bay mất. Gà thì bao tiền cân hả chị? Được nhỉ. Là đi bao tiền? Bảy ra đây là. Đây để mẹ cái nhà này đấy. Đúng rồi. Nước ở trong lớp ấy. Ôi ốc lớp này đầy nhỉ. Thì vừa mua, cô lại vừa mua của lớp cô dược xong. Ai mà cùng ở đấy. Thì cô đi cái lớp đầu tiên phải vào lớp này. Chả Thái. Ai giả lớp này. Ôi mặt ong rừng này cô. Đầy thứ đây. Xôi à? Các loại nhỉ? Ôi rồi, có bí này chứ. Bí này là bí tẻ hay bí nếp? Của nhà cái... Bí tao nhỉ? Bí này không biết bí tẻ hay bí nếp nhỉ? À, bí tẻ hay bí nếp ấy? Mua gì cho em? Bí tẻ hay bí nếp ấy? Đang chọn. Có biết rồi. Em bé ngồi này à? Ôi, mấy cô nàng này mặc áo. Bán được gì chưa? Chai kia nước cả 10 gram một đấy nhá. À xôi à cơ. Chị để trong lớp cho em rồi cơ. Vâng vâng em cảm ơn chị nhá. Hai chị vất vả quá. Bây giờ đợi bán một lúc nữa cho mình cho các con ăn chị ạ. Khi nào ăn thì ăn thì vâng vâng lên người trong lớp vâng. Trang à Yến ơi. Yến đi vào lớp xem là đồ đạc các thứ của lớp mình ấy. Xong là Yến khép cái cửa vào không các bác để xôi đây đấy nhá. Khép cái cửa vào các bác để xôi với các thứ ở đấy. Bác để vào hộp rồi nhưng mà khép cái cửa không tính lại mất xôi chẳng có gì ăn. Con mùi răng thối cái quán này. Không có hai bó bán rồi. Anh mua được gì chưa anh? Còn bán hết cá chê rồi à? Ở trên nhà còn cá chê không? Bà bố mang ra còn bán đến chiều cơ mà. Nó cháy đâu nhặt mẫu cô. Nhà đứa nào có cá chê bán đây? Uyên ơi, nhà Diệu Uyên à? Diệu Uyên đâu rồi? Hỏi nhà có cá chê bảo bố mang đây bán. Mua cái gì bây giờ? Mua măng cơ. Mua đậu cổ. Cái gì đây? Đây là sắn luộc. Sắn luộc à? Đúng bạn nào? Cô ơi, cô. Cô mua trứng đóng. Trứng đóng to đấy. Lớp này toàn đặc sản nhỉ? Chưa để đi ngắm một vòng nữa xong mới quay lại xem mua cái gì. Có cả đậu phụ luôn. Kinh nhờ. Sạch đấy. Mua được từ ốc của quán của nhà dược. Ôi, mặc váy áo đẹp thế thì cô mượn mặc nhá. Trứng gà, trứng gà. Trứng gà ta xinh. 5.000 một quả. Dạ, trưa nay về là các cháu ở đây thôi thì. Ở đây ăn cơm các bác nấu xôi mang lên lớp rồi chị ạ. Nấu xôi đô với cả thịt băm mang lên lớp như kế hoạch em đăng ở trên nhóm ấy. Thì trưa các con ở đây tí nữa vào lớp bật quạt mát ăn xong nghỉ ngơi trong đấy. Vâng. Vâng, chị không phải đón đâu.
20 quả đi. Lấy 20 quả luôn đi. 20 quả trứng vào. Quanh năm thì đá rồi. Quanh năm.